Cua là một thực phẩm rất bổ dưỡng cho bé nhưng có khá là ít cách chế biến. Vậy thì mẹ thử làm món này cho bé nhé. Lên TikTok học được nhiều điều thú vị phết mọi người ạ. Bây giờ thì mình đã biết cách cho cua nằm yên để trà sạch và khi hấp xong thì không bị rớt càng rồi. Mình gỡ thịt cua ra, thái một ít thịt nạc heo, thái một chút nấm mèo này, một chút hành cho thơm. Mọi người có thể cho thêm rau củ tùy ý nhé. Bây giờ thì cho tất cả nguyên liệu vào cái máy xay. À, bé trên 1 tuổi thì mẹ có thể cho thêm một chút muối. Mình xay một chút xíu thôi là tất cả những nguyên liệu này đã nhỏ ra rồi. Bây giờ mình sẽ cho thêm vào đây một quả trứng. Bé dưới 1 tuổi thì mẹ dùng lòng đỏ thôi. Sau khi xay xong lần 2 thì hỗn hợp sẽ rất là mịn như thế này rồi. Mình đổ ra một cái bát hoặc là cái khuôn bằng sứ hoặc thủy tinh, bọc một lớp màng bọc thực phẩm bên trên trong vòng khoảng 20 đến 25 phút. Rồi mình lấy thêm một lòng đỏ trứng gà và khi mà chả cua này đã chín rồi thì mình sẽ lấy ra lên trên để làm lớp mặt. Sau đấy thì mình đem đi hấp lại trong vòng khoảng từ 5 đến 7 phút nữa cho trứng chín là được. Thành phẩm chả cua này rất là thơm, mềm, bổ dưỡng, bé ít răng cũng nhai được. Mực ống cũng là một thực phẩm khá là khó chế biến bởi vì nó dai và bé ít răng thì chưa nhai được. Nên hôm nay mẹ Cam sẽ giới thiệu với mọi người một món mới rất là ngon và mềm. Cũng nhiều mẹ thắc mắc là bé mấy tháng thì ăn được mực, thì theo mẹ Cam thì từ 8 tháng là có thể ăn được lượng ít rồi. Mỗi lần mình thử một chút thôi và lâu lâu ăn một lần. Và từ 10 tháng thì mới yên tâm để bé ăn mực nhiều hơn. Trong mực thì chứa hàm lượng lớn protein, canxi, sắt, phosphor, kali, các loại vitamin rất là tốt cho sự phát triển của bé. Tuy nhiên thì thịt mực để như vậy thì rất là dai, cho nên là hầu như lúc nào chế biến mình cũng phải xay ra. Thì cái món chả mực hôm nay thì mình sẽ kết hợp với rau củ để chả được mềm hơn, cho một chút xíu bột năng để nó có độ dẻo. Bé trên 1 tuổi thì mình có thể nêm thêm gia vị, còn dưới 1 tuổi thì chưa nêm. Thời gian kho thì mẹ tùy thuộc vào khả năng ăn thô của bé để mình kho vừa hay là kho mềm hơn. Với cách làm này thì mình sẽ cho được một món chả mực rau củ rất là ngon, ăn cực kỳ tốn cơm. Chả thì thơm, đậm đà, không hề tanh tí nào. Với cả quan trọng là nó mềm, không bị dai, bé rất là dễ nhai cho dù ít răng. Nay mẹ học được món này mới, làm ngay cho Cam luôn. Mình lấy một miếng thân bò, một miếng hành tây cắt nhỏ ra, sau đấy thì cho thêm một muỗng bột bắp cho vào cối và xay nhỏ. Lúc đầu thì mình cho vào cái cối mình thường hay xay, nhưng mà sau đấy thì mình cảm thấy là cái cối này nó chạy hơi bị mệt, nên là mình đã đổi sang cối xay thịt và nó xay rất chi là ok luôn, nhanh, mạnh và rất là mịn. Trời, đến đây là nó bắt đầu dậy mùi thơm của hành lên rồi. Bây giờ thì rửa tay thật là sạch, tạo hình viên bò thành từng miếng như thế này. Mẹ ép mỏng một tí cho nó dễ chín. Mẹ nhớ là áp chảo ở lửa nhỏ nhất cho nó chín nhá. Và món tiếp theo là cơm cuộn kiểu em bé. Mình dùng rong biển hữu cơ tách muối, cơm thì nấu mềm một tí, sau đấy thì phết một lớp cơm lên trên rong biển. Cho vào một chú cà rốt, một chú đậu que và cuộn tròn lại thật là chặt tay. Bây giờ thì cắt miếng thử xem, đấy, tròn đều, nhỏ nhỏ, xinh xinh. Thịt bò thì rất là dễ chín cho nên mình áp chảo như vậy thì bên trong nó vẫn chín và mềm mềm thơm thơm. Đây mình cắt ra cho mọi người xem này và làm như vậy thì bé rất là dễ nhai nhá. Mọi người follow mẹ Cam để tìm hiểu thêm nhiều món mới cho con nhá. Cảm ơn các mẹ.